Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Điện Thoại Số. Hôm nay mình làm cái video thay mặt kính của con Tecno Spark 7T nha các bạn. Thì con này khác xài rớt bể mặt kính khá là nhiều. Hiện tại mặt kính này thì bên mình nhận thay thời gian tầm khoảng 2 tiếng nên các bạn có thể ngồi chờ lấy máy luôn. Còn những bạn ở xa mà mình không có tới thay được thì mặt kính này bên mình cũng có bán đem về. Rồi các bạn mua về thì có thể cầm ra tiệm nhờ kỹ thuật họ thay, họ lấy tiền công nha. Cái mặt kính con này khác xài rớt bể khá là nhiều. Hiện tại kỹ thuật bên mình đang tiến hành tháo cái mặt kính ra để thay cái mặt kính mới. Thì ngoài thay mặt kính ra thì bên mình cũng có màn hình nha bạn. Mà trong quá trình các bạn xài và rơi vỡ mặt kính hoặc là rơi vỡ màn hình thì bên mình có hàng để thay hết. Ngoài thay mặt kính màn hình thì bên mình cũng nhận sửa dòng này nha bạn. Giống như là sạc không vào hoặc là lỗi chức năng thì bên mình có nhận sửa hết. Thì các bạn có nhu cầu muốn sửa thì các bạn liên hệ bên mình sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn. Rồi giờ mình sẽ mời các bạn xem cái quá trình thay mặt kính của con Tecno Spark 7T bên mình nha. Rồi các bạn xem video, các bạn thấy hay, các bạn nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ mình. Rồi chào các bạn. Thank you.